Hello, xin chào mọi người nhé. Thì hôm nay Toàn sẽ làm một cái video hướng dẫn cho cả nhà mình cách ghép cái cây bằng lăng tím lá nhỏ các bạn ha. Vào mình ghép vào cái cây bằng lăng lá trắng này các bạn ha. Bằng lăng núi mình nè, bằng lăng trắng nè. Cái lá nó rất là to nha các bạn ha. Và hiện tại thì Toàn sẽ không ghép vào những cây lớn mà Toàn ghép một cái cây mini nhỏ này thôi. Thì cho các bạn xem là cái cách ghép nó nhỏ như này vừa phải, mình quay thì các bạn nhìn cái cách ghép nó rõ ràng hơn nha các bạn ha. Thì việc đầu tiên của Toàn là Toàn sẽ giới thiệu cho các bạn là cái giống hoa bằng lăng tím thái lá nhỏ nha. Đây là cái cành của nó đây các bạn. Bạn nhìn từng cái phiến lá của nó này ra ha. Đó, phiến lá nó đi song song và đều như thế này, song song đều như thế này các bạn. Song qua song lại đều như thế này. Và nó có màu xanh đậm. À, ngay của cái chân lá nó có cái màu tím như thế này. Thì nó chính là bằng lăng tím nha các bạn ha. Đó, các bạn thấy ngay chỗ cái ngay chân lá nó màu tím đậm không? Màu tím đậm này các bạn. Từng đọt như thế này. Đó. Đó, đây chính là bằng lăng tím lá nhỏ này các bạn ha, bằng lăng tím thái lá nhỏ. Và cái lá của nó này, các bạn rờ vào phía lá của nó rất là dày, nhìn nó vẻ dày dày và đậm và nhỏ thôi, nhỏ vừa phải như một cái ngón tay trỏ thôi nha các bạn ha, vừa phải ngang một ngón tay trỏ chứ không có to nha các bạn ha. Còn bằng lăng thái mà các trên mạng các bạn mua nó sẽ rất là to. Đó, đây là cái giống mà cành giống mình đang chuẩn bị ghép nha các bạn ha. Và cái đây là cái bằng lăng núi này, mình sẽ ghép vào cái bằng lăng núi mini nhỏ như thế này thôi để mình quay video nó rõ và mình hướng dẫn các bạn nó dễ hiểu. Còn những cây lớn thì nó quay rất là khó nha các bạn ha. Nó cao nên cầm máy quay rất là khó. Cho nên mình sẽ quay vào những mấy cây bằng lăng nhỏ này thôi. Toàn sẽ ghép vào cái cành như thế này. Cái cành nó vừa lớn vừa đủ dài như này. Chính vì cái cây này nó quá nhỏ đi cho nên Toàn sẽ ghép được, hướng dẫn cho bạn cách là ghép nêm nha các bạn ha. Ghép nêm là ghép từ cái thân nhỏ này chứ Toàn không ghép da. Trừ khi những cái cây nào các bạn bự bự cái thân lớn đó, các bạn sẽ ghép da như đây các bạn ha. Còn đây Toàn sẽ ghép nêm. Đó. Còn nếu tí nữa bạn nào thích thì Toàn sẽ ghép da cho bạn bằng cách là Toàn sẽ lột da ở giữa thân. Bây giờ trước mắt thì Toàn sẽ ghép cho bạn ghép nêm lại. Toàn sẽ ghép vào cho bạn cái thân này trên này. Đó, cái thân này nó vừa to vừa đủ với độ dày này các bạn ha. Hoặc là tiếp theo Toàn sẽ ghép một nhánh ở phía dưới này nữa này. Đây là nhánh này. Cái nhánh mà Toàn sẽ ghép cho bạn là nhánh này. Đó. Và cái cây bằng lăng nhỏ của Toàn như thế này, nó đơn giản vậy thôi các bạn. Toàn trồng vui, Toàn trồng còn chơi mini thôi. Mai mốt Toàn uống còn chơi. Đó, bây giờ Toàn sẽ nói lâu thì dòng dài một câu, Toàn sẽ ghép luôn cho các bạn xem nhé. Đầu tiên là các bạn phải cắt cái cành giống này. Đó. Cành giống như thế này, một cành giống như thế này. Các bạn cắt tỉa ra các bạn thành nhiều khúc nha. Các bạn giữ vài cặp lá thôi. Đó. Như thằng này Toàn sẽ giữ tới đây là được một khúc nè các bạn. Rồi từ khúc này trở lên Toàn giữ, tôi qua đây quay Toàn giữ một cành bánh tỉa lại. Toàn sẽ cắt thành nhiều khúc cho các bạn xem nhé. Từ đây tới đây là Toàn cắt này, Toàn bỏ này, là hạn chế tổn thương này, đó, Toàn đó. Và từ đây lên đây Toàn cắt một khúc này, từ đây lên đây đúng không? Toàn cắt một khúc tại đây này, đó. Mục đích của việc Toàn cắt một khúc tại đây là các bạn biết thì sao không? Đó, Toàn cắt như thế này đó, lên như thế này, thì cái nhánh này Toàn bỏ này, cái này Toàn bỏ này, đó. Từ đây lên đây chỗ đây Toàn bỏ này. Và đó, các bạn thấy không, đây là thân già và Toàn giữ lại một cành bánh tỉa chỗ đây, ba cặp lá cho nó dễ nứt đọt nha các bạn ha. Toàn sẽ dùng cái kéo này Toàn cắt cái thân này đó, cắt như thế này các bạn ha. Đó, Toàn cắt như thế này, đó, Toàn cắt lên như vậy. Thì khi Toàn cắt lên như đây rồi tới đây Toàn sẽ bỏ nha các bạn ha. Toàn bỏ hết những nhánh này đi, những nhánh này nó non quá Toàn bỏ này. Đó, Toàn giữ một nhánh như thế này Toàn ghép nha. Ngay chỗ đây thì Toàn nghĩ là Toàn bỏ luôn nè các bạn ha, Toàn bỏ đây, Toàn bỏ đây. Thì từ đây Toàn giữ một cặp lá, hai cặp lá, ba cặp lá nè. Ở phía dưới này một cặp nữa là bốn cặp này. Thì coi như mình giữ lại một cành, một tỷ lệ một cành đủ bốn cặp lá thôi. Đó là một nhánh ghép nha các bạn ha. Một nhánh ghép Toàn để đây nha. Tiếp theo. Cái cành còn lại này các bạn, cái cành còn lại này nè. Là nãy mình cắt từ phía dưới lên đó, thì đó mình tỉa lại thôi. Tỉa sơ lại mình dùng kéo này, mình cắt hết những cái đầu lá này đi. Đó, các bạn cắt bỏ nè, cắt bỏ dần lên nè. Thì từ đây ở đây thì cành này quá non à, từ cành già này lên đúng không, qua cành này quá non là Toàn cắt, Toàn bỏ, Toàn giữ lại ba cặp lá này. Đó, Toàn giữ lại một cành bánh tỉa như vậy. Tiếp tục nè, những cái thằng đây nó quá non Toàn cắt bỏ luôn nè, cắt bỏ nè, Toàn cắt bỏ nè, những thằng quá non nè, chờ Toàn tước lá từ từ nè. Các bạn thông cảm là cái shop Toàn ở nằm ở quốc lộ nên là có nhiều hơi cái tiếng xe qua lại nha, các bạn thông cảm nha. Nhưng mà các bạn chịu khó nghe thì các bạn nghe vẫn được. Tiếp tục Toàn sẽ cắt bỏ tiếp tục cặp bánh tỉa này, ba cặp lá Toàn bỏ luôn nè. Toàn quay cái thằng này đi nha. Đó. Thì bây giờ Toàn sẽ được một cái nhánh thứ hai này. Đó, nhánh thứ hai như thế này.
Thì cành non của này, hiện tại cành bánh tẻ này nó quá nhiều đi, nên là toàn sẽ giữ lại, toàn giữ ít thôi, toàn giữ toàn bỏ này ít đi, cành này giữ hai cặp lá thôi. Đó, cành này toàn bỏ nè, bỏ nè, chỗ này toàn bỏ luôn nè. Các bạn để ý nhìn nha, toàn giữ những cái cành bánh tẻ này lại là để chi, để nó cái tỷ lệ nước mầm nó sẽ cao hơn các bạn ha. Còn cành già quá thì nó nước mầm nó nước nó khỏe nhưng mà nó lâu nước mầm lắm. Đó, toàn cắt lên như thế này nha các bạn ha, cắt lên. Thì ở đây toàn giữ hai cặp lá này, còn đây toàn giữ này một cặp, hai cặp, ba cặp, giữ ba cặp lá thôi nha các bạn ha. Trên này toàn bỏ luôn, cắt này. Đó, còn sẽ có hai cành bánh tỉa này, hai cành bánh tỉa này, cành này toàn bỏ nha, bỏ nha. Đó, toàn sẽ được hai cành bánh tỉa, mỗi cành ba cặp lá như thế này. Thì những cành bánh tỉa này nó sinh nước mầm non nhanh hơn so với việc là những cành già như thế này nha các bạn ha. Đó, thì cành như thế này người ta cũng gọi là không gọi là già lắm đâu, nhưng mà vừa đủ độ già. Thì những cái mầm chỗ đây nó cũng sẽ nứt này, những mầm chỗ đây nó cũng sẽ nứt này các bạn ha. Các bạn để dài quá thì cái nhánh nứt ra nó sẽ suy, nó yếu, nhưng mà không sao. Giữ lại hai cành bánh tỉa này thì các bạn yên tâm, không sao đâu. Đó, thì còn giữ lại như thế này. Đó, toàn sẽ có hai nhánh ghép như thế này nha các bạn ha. Đây, toàn có hai nhánh ghép như thế này. Thì toàn sẽ ghép vào cành này và cành phía dưới này nha các bạn ha. Và đầu tiên toàn sẽ ghép cành ở trên này trước, thì toàn sẽ cắt cặp lá lên trên này ha. Các bạn ghép nêm á, thì các bạn lựa cái cành nó vừa đủ độ già một xíu nha các bạn ha. Như đó, cái cành này vừa đủ độ già này, và toàn tính từ dưới lên này toàn tính khoảng hai cặp lá hoặc ba cặp lá thôi, nó càng sát càng tốt nha các bạn ha. Đó, toàn cắt nó như thế này các bạn, toàn tính từ dưới tầng lên này, toàn tính từ dưới lên này các bạn thấy không, toàn tính là một cặp lá hai cặp lá như cỡ này toàn cắt sát thôi, toàn không có ghép nêm, toàn không có để cái cành dài nha các bạn ha. Đó, cắt cái cành này toàn bỏ đi. Rồi, ok, các bạn thấy không, còn cắt nè, từ đây lên đây nè. Chính vì ghép quá chi tiết nên toàn sẽ nói nó hơi dài một xíu, các bạn thông cảm nha. Toàn sẽ ghép cho bạn xem đây, rồi ok nha các bạn ha. Đây là cái cành ghép đầu tiên này các bạn, cành ghép đầu tiên đây nha các bạn ha. Toàn sẽ dùng một cái lưỡi dây lam, toàn dùng một lưỡi lam. Lý do tại sao toàn dùng lưỡi lam, tại vì lưỡi lam thứ nhất là nó nhỏ gọn, thứ hai cái đường nét kia các bạn cắt dây lưỡi lam này nó rất là sắc, nó gọn và nó không bị tổn thương cái cành ghép nha các bạn ha. Thì toàn sử dụng lưỡi lam để toàn gọt từ đây, toàn gọt xuống này, càng thang từ đây toàn gọt xuống theo chết theo hình chữ V, càng ở trên cao càng gọt xuống thì các bạn càng gọt mỏng dần xuống. Đó, mỏng dần xuống và đường đi của bạn nó rất là sắc, càng thang đó, toàn gọt dần xuống. Cứ như vậy, bên này toàn sẽ gọt như vậy y chang nhìn luôn nha các bạn ha. Phương pháp này người ta gọi là phương pháp ghép nêm nha các bạn ha. Bữa nào toàn sẽ làm một video cho các bạn phương pháp ghép da nữa. Thì hôm nay toàn chỉ có hai cành giống thôi, toàn sẽ làm phương pháp ghép nêm. Tại vì do cái cành của toàn là nó, cái cây của toàn nó nhỏ, cây mini bonsai. Đó, các bạn gọt mỏng xuống như thế, đó. Càng gọt các bạn càng sắc xuống. Đó, các bạn thấy không? Mỏng xuống như thế đó. Rồi nhé các bạn, toàn gọt hai bên như thế này đó, các bạn xem nè, đó, gọt mỏng hai bên đầu bên như này, càng gọt xuống thì còn càng mỏng xuống. Sau đó tiếp tục toàn sẽ dùng lưỡi lam toàn chỉ đôi cái thằng này, ghép nêm thì các bạn sẽ chỉ đôi thân này làm hai nha các bạn ha, ghép nêm thì các bạn chỉ nó làm hai như thế này. Đó, khi bạn chỉ xuống này, bạn kéo lưỡi lam lên giúp cho toàn nha, chỉ làm hai ở phía giữa nha, kéo lưỡi lam để vừa phải nó như thế này. Đó, để khi các bạn đút cái thằng phần này vào á, đút phần ghép này vào á, có lưỡi lam bạn đưa xuống nó dễ dàng hơn. Sau khi các bạn đưa vào rồi đó thì các bạn lấy lưỡi lam lên nha. Đó, các bạn đưa vào rồi á thì bây giờ này toàn nói tiếp một điều nữa nha, tức là cho dù cái cành ghép này nó có to hơn thằng này đi nữa, hoặc là thằng này nó có to hơn thằng này đi nữa nha các bạn ha, thì các bạn chỉnh làm sao cho cái mặt một bên nào nó liền một bên thôi nha các bạn ha. Đó, còn nó đều thì thôi, còn bên nào các bạn chỉnh liền một đều một bên thôi, cho nó liền da một bên thôi, còn bên này nó có trống có rỗng thì kệ nó nha các bạn ha, mình vuốt một bên nó đều thẳng một bên như thế này thôi là được rồi. Đó, sau khi các bạn ấy như thế này xong rồi á thì các bạn có thể sử dụng này. Một là các bạn sử dụng cái loại băng keo này, keo này các bạn mua những tiệm điện rất là nhiều nha các bạn ha. Đó, hai là các bạn có thể sử dụng keo quấn, cái keo quấn này các bạn mua quấn bị này nè, các bạn mua ở những tiệm phân bón là 30.000 một lạng nha các bạn ha.
Thì hôm nay Toàn sẽ dùng phương pháp là Toàn dùng cái miếng keo này nhé. Toàn dùng một miếng keo này đơn giản thôi. Bạn thích dùng cái mẫu nào cũng được hết á. Toàn dùng vẫn keo cho nó nhanh, cho nó đỡ rườm rà nha các bạn ha. Lưỡi lam Toàn mới để đâu mất ta. Càng chờ xíu Toàn lấy cái lưỡi lam Toàn cắt nha. Đây nhé bạn, các bạn sử dụng một miếng băng keo đơn giản như thế này thôi. Đó, đơn giản như thế này thôi. Rồi các bạn quấn nhẹ thôi, không cần riết chặt nha các bạn ha. Quấn nhẹ rõ ràng thôi. Đây, Toàn chỉ quấn nhẹ nó như thế này thôi. Toàn dùng một cái băng keo Toàn để như thế này ha. Đó, bạn thấy không? Tại vì nó cũng đã liền sát rồi nha các bạn ha. Chỉ là mình quấn nhẹ như thế này cho nó không bị hở hơi thôi. Đó, Toàn quấn sơ nhẹ nó tròn lại nha các bạn nha. Đó các bạn, khi các bạn quấn như này nó đơn giản không? Rất là đơn giản như thế. Sau đó các bạn dùng một cái bị bong bóng các bạn chùm lại nha. Đây là một cái bị bong bóng nó như thế này nè các bạn. Đó, các bạn chùm nó lại rồi dán lại thôi. Đây là cái bị bong bóng nó nha các bạn ha. Đó, còn chùm cái bị bong bóng nó xuống như thế này nha các bạn thấy không? Chùm xuống như này. Mục đích của bị bong bóng này để cho nó không có bị thoát hơi nước ra nha các bạn ha. Đó, sơ Toàn đổi lại như thế này. Cái này sơ này các bạn có thể dùng một cái dây gì đó các bạn cột cũng được, hoặc là các bạn dùng băng keo này các bạn quấn lại cũng được nha các bạn ha. Tùy các bạn. Sao cũng được hết, càng cột nhẹ nó lại thôi. Đơn giản nó lại thôi. Đó các bạn xem nhé, đơn giản như vậy thôi nha các bạn ha. Đó, Toàn bỏ một cái bị bong bóng như thế này. Đó, có rất là nhiều bạn nói là dùng cái keo băng đen này đó, nước mưa vào nó sẽ bị nũng nha các bạn ha, nhưng mà thật ra làm sao nước mưa được bạn. Các bạn chùm bị bong bóng như thế này thì không thể nào có nước mưa vào nha. Và sau khi các bạn ghép như thế này, các bạn chịu khó đeo màu mát giúp cho Toàn nha. Đó, video Toàn hướng dẫn đơn giản vậy thôi, nhẹ nhàng và chi tiết như thế thôi. Đó, đơn giản vậy thôi nha các bạn ha. Rồi tiếp theo thì cái nhành này các bạn ghép cũng đơn giản thôi, các bạn ghép vào cánh nhánh này thôi, đơn giản. Các bạn cũng chỉa hai, bạn gọt mỏng hai đầu, cái gọt mỏng hai đầu như thế này, rồi các bạn chỉa hai cái nhánh này, phía nhánh này thì bạn cũng gắn vào như thế đó. Rồi sau đó các bạn quấn băng keo lại thôi, sau đó chùm bong bóng lại. Đó, rất là đơn giản vậy thôi nha các bạn ha. Thì cách ghép nó đơn giản vậy đó các bạn. Và các bạn sau khi ghép không, các bạn đem vào mát nha. Toàn bảo đảm các bạn là 100% là con nó sẽ sống, không bao giờ chết nha các bạn ha. Các bạn đem ra nắng thì nhiều khi nó sẽ bị khô thân đó. Nắng quá nó sẽ bị khô thân, cái nhà cành ghép nha các bạn ha. Cái thằng bằng lăng này nó rất dễ bị khô thân và dễ bị chết nha các bạn ha. Ok, tôi video nó cũng dài rồi, thì video hướng dẫn nó cũng đơn giản thôi các bạn ạ. Các bạn nào mà không hiểu thì các bạn để lại số điện thoại hoặc là inbox, add Zalo Toàn sẽ video trực tiếp, Toàn hướng dẫn cho cả nhà mình nha. Đó. Ok, chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn có một những số cây các bạn có thể ghép thành công và cây hoa mình sẽ đẹp nha các bạn ha. Các bạn nào thấy hay thì nhớ đăng ký kênh mình, ủng hộ mình nha các bạn ha. Ok, chào tạm biệt các bạn nhiều.